này mình đi cũng khác, khá nhiều thợ luôn. Cái này để mình cưa cái cây sao luôn, cây sao này cực kỳ khủng luôn rồi. Sao rồi nó chết khô luôn, chết khô luôn, nó nằm nó trong nhà này luôn, luôn. Nó gì nè, cực kỳ khủng luôn các bạn, hoành nó lên tới khoảng 250 trở lên nha. Dành sang lên nha quấn vô chịu không có nổi đâu.
bánh treo nó dán ngoài này luôn các bạn. Cây này chắc cũng chết cũng lâu rồi, mấy nhánh nhỏ nó cũng hơi mục. Trên hơi mục nhưng mà những cái chết này nó mục rất là nguy hiểm nha, mà nó dằn ghê lắm. Thì lên tới đọt còn có một phần nữa mà. Quá trời cây nảy cao luôn.
qua đi con. Rồi.
thoại xuống luôn. Chị dôm không luôn. Tới trên cái đợt đợt nhỏ trên kia luôn nha, nguyên cái chùm cho nó, nguyên chùm này xử lý nó mới lâu nha các bạn. Tại cây này nó có chỉ có một hướng xuống nha các bạn, nó không có nhiều hướng nha, nhưng mà treo xuống hết luôn, thời gian thì nó cực kỳ lâu nha. Rồi tiếp tục đánh treo nha các bạn.
Nhân khô nó rớt luôn. Oh.
Chơi xả dây, chơi xả dây, chơi nước ngoài xuống luôn, xuống này cho cắm đầu xuống được không mà. Sáng dần sang ở trên cây là gần 4 tiếng đồng hồ mà cực kỳ lâu luôn nha. Mẹ này mình treo á, cái thời gian mình quay thì nó không dài mấy, nhưng mà nó cái anh thợ ở trên cây cực kỳ lâu luôn nha, anh ở trển chắc khoảng 4 tiếng rồi. Cái tượng với hai cái đường nhánh nữa rồi. Nguyên cái tập đọt đó đó, nguyên cái tập đọt nhỏ trên đó.
trứng. Trứng nộp phải không ghê không? Đó là rất thiếu ở đó đó. Quá đi luôn phải không? Nền bóng lóng thảy xuống em à. Mình xin kết thúc cái clip này đây nha. Hẹn các bạn cái phần 2 của cái cây sau này nha các bạn. Bye bye các bạn nha.